Xin chào quý các anh chị và các bạn. Thì hôm nay mình ra vườn bẻ một loại rau để trị HP bao tử. Thì sau đây mình cũng xin quay lại để cũng như chia sẻ những kiến thức về tác dụng của một loại cây trị bệnh HP bao tử rất là hay, đó là vi trùng bao tử và một số loại bệnh nữa. Tuy nhiên thì cái cây này thì trị về bao tử vào đường ruột thì nó sẽ hay nhất. Thì sau đây cũng xin chia sẻ đến quý bác anh chị, đó là một loại cây, đó là cây rau mương. Thì ở đây thì cây rau mương mọc rất là nhiều luôn. Đây chúng ta thấy. Thì quý bác anh chị đã biết thì tác dụng của cây rau mương này đối với sức khỏe chúng ta rất là nhiều kỳ. Thì nhiều người chúng ta không biết sử dụng. Tuy nhiên thì ở miền Tây cũng như ở An Giang thì chúng ta sử dụng cây rất là nhiều để trị các loại bệnh, mà đặc biệt đó là bệnh HP bao tử. Thì cái này thì chúng ta biết rồi, HP bao tử thì nó sử dụng liều lượng thì cũng tùy theo cơ địa, và chúng ta sử dụng có thể khô, có thể dùng tươi. Tuy nhiên thì cũng đã nhiều cái minh chứng, nhiều cái bài báo cũng như là nhiều cái có nhiều người đã sử dụng và có thấy tác dụng rất là tốt đối với sức khỏe chúng ta để trị HP bao tử. Thì đối riêng mình thì ở đây gần đây thì ông cậu mình cũng vậy, cũng đã bị khi xét nghiệm máu ra thì biết là mình bị HP bao tử, thì cũng đã uống thuốc kháng sinh, uống 2 bệnh viện và uống 2 tháng, nhưng mà cái liệu trình sau đó thì kết thúc nhưng mà lại không kết quả, thì xét nghiệm vẫn còn HP. Thì sau đó thì ông cậu cũng được người quen chỉ và sử dụng cái loại lá rau mương này phơi khô và chỉ sử dụng trong 1 tuần lễ. Có lẽ do cơ địa phù hợp thế nào đó mà sau tuần lễ thì xét nghiệm lại thì HP bao tử không còn nữa. Thì đây là minh chứng, người thật việc thật. Thì chúng ta sử dụng loại rau mương này để trị bệnh bao tử thì rất là tốt. Và nó cũng rất là tốt cho những người bị viêm đường ruột. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về những cái tác dụng hay của rau mương này. Thì sau đây xin mời mọi người cùng theo dõi. Thì đối với cây rau mương thì một loại cây mọc dại thôi. Và chúng ta có thể tìm kiếm rất là dễ ở ngoài thiên nhiên. Xong thì rất là nhiều người ít biết được cái cây này có dược liệu rất là hay đối với sức khỏe chúng ta. Đặc biệt là trong việc điều trị dạ dày, vi khuẩn HP, rồi đau khớp, viêm ruột. Thì đối với cây này thì chúng ta có nhiều tên gọi khác nhau. Một số vùng miền gọi là cây rau lục, rồi nơi thì gọi cây rau mương thon, cây mương nằm, hoặc là cây rau mương đất. Và đây là một loại cây thuộc họ dừa nước. Thì chiều cao của cây thì chúng có thể là cao hơn 1 mét đối với những cây trưởng thành. Thì đối với cây rau mương thì có nhiều lá xanh lục và thuôn dài, có cái mũi nhọn. Còn rau mương mọc thành cụm và có cái bông, thì hoa của nó thì có hình trụ và sắn. Thì cây rau mương này mọc ở gần nước và nơi mà ẩm ướt, có thể là bờ đê, các cái bờ ruộng, rồi các cái hồ nước, gò ruộng. Và có thể mình thấy rất là nhiều ở các cái tỉnh như là Đồng bằng Sông Cửu Long, rồi Thừa Thiên Huế, Quảng Trị hay là ở Tây Nguyên. Thì ở một số nơi thì cây rau mương được người trồng thu hái quanh năm để làm thuốc nam trị bệnh. Tuy nhiên thì đối với dược liệu tốt thì thời điểm tốt nhất để thu hoạch cái cây rau mương này là vào mùa hè thu. Thì thời khoảng chúng ta khoảng tháng 4 là tháng 5. Thì một số vùng là người ta sẽ trồng quanh năm luôn. Trồng giống như là chúng ta trồng để mà hái thuốc, để mà làm thuốc nam. Đối với công dụng của cây rau mương thì từ lâu thì nhân gian chúng ta đã sử dụng, và bởi cây này có được cái tính dược là mát, ngọt, và tác dụng là trừ thấp, thanh nhiệt, tiêu sưng, tiêu thủng, và hỗ trợ cầm các cái bệnh như kiết lỵ, tiêu chảy, và sử dụng rất là tốt đối với các cái bệnh lý như ho gà, mụn trứng cá, đau khớp, đau nhức răng, viêm ruột, đau họng hay đau dạ dày, tiểu đường và rối loạn tiêu hóa. Thì trong nhân gian lưu truyền rất là nhiều các bài thuốc hay sử dụng từ cây rau mương. Ở dưới đây thì xin chia sẻ đến quý bác anh chị một số cái tác dụng hay của cái cây rau mương này. Đó là có thể hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Thì nguyên liệu cần sử dụng là khoảng 15 g rau mương. Rồi chúng ta kết hợp với 15 g chuối hột. Rồi lá vú sữa tím 10 g. Rồi 15 g lục bình, đó là cây lục bình. Hoặc 15 g cây dây mây. và 10g cây cam thảo nam và 20g khổ qua. Thì cách sử dụng thì tất cả nguyên liệu trên chúng ta sẽ sắc. Chúng ta đổ 3 chén nước, sau đó chúng ta lọc lấy nước trong ngày để uống. Nên chia là khoảng 2 lần thôi. Chúng ta uống vào 2 buổi sáng, buổi chiều thì nó sẽ tốt nhất. Về cái bài thuốc mà chúng ta sử dụng để trị vi khuẩn HB thì chúng ta có thể sử dụng rau mương khô và tươi. Thì đối với cái rau mương mà có hoa màu vàng, chiều cao trên 1 mét, đó là những cây trưởng thành, thì chúng ta có thể rửa sạch với khô, rồi chúng ta sao vàng hạ thổ, chúng ta nấu nước hàng ngày, thì uống thì triệu chứng dài dài nó sẽ thuyên giảm. Thì đối với cây rau mương tươi thì chúng ta có thể dùng nước muối sát khuẩn làm sạch, sau đó chúng ta sẽ giã nát là trong la lọc. Phần nước cốt thì chúng ta chia uống cũng 2 ngày, hai lần một ngày. Thì tác dụng sử dụng cây rau mương tươi nhanh hơn, thì bệnh dễ hơn. Còn đối với bệnh viêm họng hoặc là vi amidan thì chúng ta có thể hái 1 nắm lá cây rau mương, chúng ta rửa sạch, rồi chúng ta sẽ ngâm muối để sát khuẩn những cái con trùng, rồi chúng ta sử dụng ngay trực tiếp và chúng ta nuốt cùng với muối 1 lần vào buổi tối trước khi ngủ, và chúng ta sử dụng vài ngày thì triệu chứng viêm họng hoặc là viêm amidan nó sẽ cải thiện rất là rõ. Một bài thuốc để trị áp xe, mụn nhọt thì chúng ta có thể lấy rau mương rửa sạch ngâm với nước muối, rồi sau đó chúng ta sẽ hỗn hợp để đắp lên cái nốt mụn trong vòng 10 tới 15 phút. Ngoài ra thì chúng ta có thể kết hợp thêm cái thuốc sắc từ cây rau muống sau khô để làm mát cơ thể và giảm mụn nhọt hiệu quả. Và một bài thuốc trị tiêu chảy đầy bụng của cây rau muống rất là hay, đó là chúng ta cũng lấy 1 nắm rau muống tươi, chúng ta rửa sạch thật sạch và chúng ta phải ngâm nước muối, sau đó thì chúng ta giã nát, chúng ta uống cái phần nước cốt thôi, thì cái triệu chứng của bụng đau bụng nó sẽ dịu êm. Thì trên đây là những cái thông tin hay, tác dụng hay của cái cây rau mương đối với bệnh dạ dày, nhiễm khuẩn HB, rối loạn tiêu hóa, tiểu đường. Tuy nhiên thì đây là một cây để hỗ trợ trị bệnh, chúng ta không thể thay thế các cái loại thuốc trị bệnh được. Và chúng ta cũng lưu ý là chúng ta sử dụng có cái liều lượng để bảo đảm sức khỏe của mình. Thì đến đây thì video của xin kết thúc. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và xin hẹn gặp lại.